Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Bee Manchester, chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh MyTV Football, nơi những thông tin mới nhất, hot nhất về thị trường chuyển nhượng cũng như kết quả thi đấu của hai đội bóng thành Manchester sẽ được chúng tôi cập nhật đến cho quý vị và các bạn một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay, kết quả của trận giao hữu giữa Man City đối đầu với Barca và bản hợp đồng thứ 3 của Man United đã chính thức lộ diện sẽ là những tin tức đáng chú ý nhất. Không để các bạn phải chờ lâu lên nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Mặc dù trận giao hữu giữa Man City và Barcelona có lịch chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tuy nhiên nó đã gián đoạn khoảng 1 giờ đồng hồ vì một vài lý do từ ban tổ chức. Tuy nhiên, khán giả vẫn được chứng kiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn và sôi động, nơi mà Man City của Pep Guardiola sau hai trận thua đã tỏ ra vô cùng quyết tâm. Bên cạnh đó, kết quả của phiên tòa giữa hậu vệ Kyle Walker và cô bồ nhí đã chính thức lộ diện. Ra sân với đội hình 4-2-3-1, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tung ra đội hình khá mạnh với hàng công bao gồm Jack Grealish, Oscar Bob và trung phòng Erling Haaland. Trong khi đó, hàng tiền vệ có sự xuất hiện đáng chú ý của Mateo Kovacic, còn trường hợp của Calvin Phillips được Pep bố trí đá trung vệ. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, thế nhưng cả Barcelona và Man City đều nhập cuộc rất quyết tâm. Dù là đội kiểm soát thế trận tốt hơn cũng như có cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Haaland, thế nhưng Man City mới là đội nhận bàn thua trước xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ rất hay từ các học trò của Hansi Flick ở phút thứ 24. Thế nhưng, The Citizen cũng chỉ mất 15 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi hậu vệ Josko Vadion tung đường chọc khe không để thuận lợi hơn cho pha chạy chỗ của tiền đạo trẻ Nico Aureli. Thế nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, ở những phút bù giờ, Man City lại một lần nữa phải nhận bàn thua, lần này là bàn thắng của Pablo Torre bên phía Barca. Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra rằng co như vậy cho đến khi người đeo băng đội trưởng của Man City lúc ấy, tiền đạo Jack Grealish lên tiếng bằng cú dứt điểm chân trái quyết đoán sau pha phản công mà Mateo Kovacic là người khởi xướng. Kết thúc trận đấu, hai đội bắt tay nhau với tỷ số hòa gồm 4 bàn thắng. Đáng nói, vì là nhà đương kim vô địch EPL mùa trước, thế nên Man City thi đấu khá thông dong để tránh các chấn thương đáng tiếc và vẫn chưa có bất cứ chiến thắng nào trong giai đoạn giao hữu với thành tích 2 thua và 1 hòa. Hậu vệ Kyle Walker đã gắn bó với cô vợ Annie 15 năm trước khi kết hôn vào năm 2021 và có chung 4 người con. Họ từng chia tay năm 2019 và khi đó, Walker trải qua cuộc tình lãng mạn ngắn ngủi với ngôi sao truyền hình thực tế Lauren Goodman rồi có với nhau hai đứa con chung. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, khi Lauren không còn nhận được đầy đủ các khoản trợ cấp từ Walker mà bản thân yêu cầu để chăm sóc hai đứa con, cô nàng đã kiện Walker ra tòa và kết quả của buổi xét xử ngày hôm qua đã có phần thắng nghiêng về phía cầu thủ 34 tuổi. Cụ thể, cô bồ nhí của Walker đã lên một danh sách chi tiêu vô cùng xa xỉ hàng tháng mà cầu thủ này phải cung cấp đủ cho cô để nuôi hai đứa con của anh. Cụ thể, Lauren đòi hỏi các khoản tiền nhằm mua sắm đồ dùng và dụng cụ trong nhà, chưa kể những khoản tiền vô lý như tiền ga để bật đèn sân vườn, xe riêng cho bảo mẫu. Con số hàng tháng phải chi trả ước tính lên đến cả 100.000 bảng Anh. Hiện tại, mức lương mà Walker đang nhận được ở Etihad được cho là vào khoảng 150.000 bảng mỗi tuần. Và ngôi sao người Anh đã từ chối chi các khoản tiền vô lý ngoài việc chăm con. Tại tòa, ngôi sao Man City chia sẻ: "Tôi nghĩ Lauren muốn biến ngôi nhà thành đồ trang trí hơn là nơi ở. Tôi đã chi trả rất nhiều tiền. Tôi đã chi trả rất nhiều tiền dù bản thân không có mặt ở đó. Tôi không hiểu tại sao tôi phải trả rất nhiều tiền cho bảo mẫu và đầu bếp của cô. Tôi sẽ trả các khoản phí để nuôi con tôi, chứ tôi không phải cả ATM để cô rút tiền." Sau hai bản hợp đồng thành công đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, các cổ động viên của Man United đang chờ đợi cái tên thứ 3 sẽ cập bến nhà hát của những giấc mơ trong vài ngày tới. Nhưng tưởng đó là trường hợp của hậu vệ Matrawi, nhưng không, Manchester United đã khiến tất cả các fan phải bất ngờ vì tốc độ mua bán cực kỳ nhanh gọn. Khi đã nhanh tay đưa về tài năng trẻ là vua phá lưới của giải U18 ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, đang có những thông tin cho rằng chấn thương của trung vệ Lenny Loro là không hề đơn giản. Một tin tức không thể nào vui hơn với các fan của Quỷ Đỏ khi chính nhà báo uy tín Fabrizio Romano vừa xác nhận rằng Manchester United đã thành công chiêu mộ được tài năng trẻ cực kỳ sang giá của lò đào tạo Arsenal, tiền đạo Chido Obi-Martin. Ngôi sao 16 tuổi đã chia tay Arsenal sau khi ghi 32 bàn tại giải U18 trong mùa áo đội trẻ pháo thủ với thành tích vô cùng đáng nể là ghi một mạch 10 bàn vào lưới U18 Liverpool trong một trận đấu. Theo quy định, các cầu thủ trẻ không được ký hợp đồng chuyên nghiệp trước tuổi 17. Vào thời điểm Chido Obi-Martin bước sang tuổi 17, Arsenal đã trao cho Chido Obi-Martin một bản hợp đồng hấp dẫn, nhưng tài năng trẻ này từ chối. Sau khi không đạt được thỏa thuận, Chido Obi-Martin đã chia tay Arsenal. Trong khi đó, Manchester United đã đề nghị Obi-Martin đi tham quan cơ sở vật chất của câu lạc bộ, cũng như cho cầu thủ 16 tuổi có buổi nói chuyện với trợ lý của huấn luyện viên Erik ten Hag là Ruud van Nistelrooy. Sau đó, ngôi sao trẻ này còn được hứa hẹn với một suất trong đội hình chính thức của Quỷ Đỏ. Thế nên Obi-Martin đã quyết định gật đầu với Manchester United. Đây được xem là một bản hợp đồng mới vô cùng chất lượng cho tương lai của Quỷ Đỏ khi cầu thủ trẻ sinh năm 2007 đã từ chối những lời đề nghị với mức lương cao hơn từ Đức để gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Sau khi chuyển sang khoác áo Manchester United với giá 52 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay,
Lenny Giroux nhận được sự kỳ vọng từ phía ban huấn luyện cũng như các cổ động viên Quỷ Đỏ. Nhiều người tin rằng anh sẽ là đối tác hoàn hảo để đá cặp cùng với Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trong trận giao hữu mới đây trên đất Mỹ, trung vệ 18 tuổi đã dính chấn thương chỉ sau 35 phút bóng lăn và buộc phải rời sân. Tình hình dường như không hề đơn giản khi đội ngũ y tế Quỷ Đỏ chưa thể xác định vấn đề mà anh gặp phải. Theo nguồn tin từ Melissa Reddy của Sky Sport, người hâm mộ Manchester United nên cảm thấy lo ngại về thể trạng của trung vệ người Pháp. Chấn thương mà anh mắc phải có thể nghiêm trọng nhưng sẽ không được công bố cho đến khi Erik ten Hag tham gia buổi họp báo tiếp theo. Nếu Lenny Giroux dính chấn thương dài hạn, đây rõ ràng không phải một tin tốt dành cho người hâm mộ Manchester United trong bối cảnh Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025 sắp khởi tranh. Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè này, tương lai hậu vệ Joao Cancelo đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông ở Anh cũng như Tây Ban Nha. Trong khi Man City muốn bán đứt cầu thủ này cho Barca, thì đội bóng xứ Catalan lại không chấp nhận, bỏ ra khoản tiền mà The Citizen yêu cầu. Kết quả là đội chủ sân Etihad lúc này đang gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc đẩy đi ngôi sao đã có những bất đồng với huấn luyện viên Pep Guardiola. Ngôi sao người Bồ Đào Nha mùa trước thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn 1 năm từ Man City và ngay lập tức để lại nhiều dấu ấn. Cầu thủ 30 tuổi ra sân tổng cộng 42 trận trên mọi đấu trường, ghi được 4 bàn thắng và có 5 kiến tạo. Đối với huấn luyện viên Xavi, cựu sao Bayern Munich là một trong những trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự. Dù không thể giúp Blaugrana vô địch bất cứ giải đấu nào ở mùa giải 2023-2024, nhưng bản thân Cancelo vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou vì gia đình cầu thủ này cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Catalan. Quan trọng hơn hết, mối quan hệ không thể hàn gắn giữa hậu vệ sinh năm 1994 và huấn luyện viên Pep Guardiola trở thành một trong những chất xúc tác lớn nhất khi viễn cảnh trở lại khoác áo Man City của Cancelo gần như không còn. Về phần Man City, đội chủ sân Etihad cũng mong muốn sớm bán đứt ngôi sao người Bồ Đào Nha ngay hè này nhằm thu về khoản lợi nhuận lớn, bởi từ khi Cancelo rời đi, The Citizen vẫn sống tốt, thành tích ăn bả mùa 2022-2023 trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm trên. Thậm chí, nhằm đáp ứng yêu cầu của Guardiola, các nhà đương kim vô địch Premier League sẵn sàng giảm mạnh giá bán Cancelo nhằm giúp các đối tác dễ dàng tiếp cận cầu thủ 30 tuổi. Theo nguồn tin từ nhật báo Mundo Deportivo, đội chủ sân Etihad giờ đây chỉ hy vọng có thể thu về khoảng 30 triệu bảng từ việc bán cựu sao Bayern thay vì 50 triệu bảng như ở giai đoạn đầu thị trường chuyển nhượng hè 2024. Tuy nhiên cũng theo tờ báo trên, mức giá này đang khiến Barca chùn chân mặc dù câu lạc bộ xứ Catalan khao khát mua đứt Cancelo. Trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính, đồng thời phải ưu tiên cho hai thương vụ hàng đầu mang tên Nico Williams và Dani Olmo, Blaugrana rõ ràng không thể chi thêm một khoản tiền lớn cho Cancelo. Thế nên, nhiều khả năng rằng Man City nên chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không thể thu về một khoản tiền lớn từ Cancelo nếu anh được một câu lạc bộ nào đó hỏi mua. Dù mùa giải mới chưa bắt đầu, nhưng phong độ tệ hại của Casemiro ở loạt trận giao hữu đang cho thấy một vấn đề rất nan giải Man United phải đối mặt. Sau loạt trận giao hữu trước thêm mùa giải mới, người hâm mộ Quỷ Đỏ phần nào thấy lạc quan về màn trình diễn của các học trò Erik ten Hag. Tuy nhiên, vẫn có không ít bình luận chỉ trích cùng nỗi thất vọng hướng đến Casemiro, người đeo băng thủ quân nhưng bị đánh giá thi đấu tệ nhất. Trong thất bại 0-1 trước Rosenborg, tiền vệ 32 tuổi chỉ thực hiện thành công 1 trong 6 đường truyền xa, tranh chấp thắng 5 trên 9 lần và để mất bóng 11 lần. Goal miêu tả Casemiro tỏ ra chậm chạp và hầu như không thể theo kịp tình huống trên sân. Cựu cầu thủ Real Madrid liên tục để mất bóng ở khu vực rìa vòng cấm và bị đối phương dễ dàng qua mặt. Kết quả những trận giao hữu không phải là điều quan trọng nhất, nhưng thất bại này khiến tôi không thể hài lòng. Toàn đội chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để bước vào mùa giải mới. Là một cầu thủ, bạn cần đảm bảo đủ thể lực và thể chất để đáp ứng tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao, Erik ten Hag chia sẻ sau thất bại trước Rosenborg. Casemiro tiếp tục là nhân tố chơi tệ nhất trong chiến thắng 2-0 trước Rangers. Ngôi sao 32 tuổi liên tục chuyền hỏng và để đối thủ dễ dàng qua mặt ở những khu vực nguy hiểm. Không những vậy, anh còn phung phí một pha phản công tốt của Man United khi thực hiện đường chuyền hỏng về phía Aaron Wan-Bissaka. Màn trình diễn của Casemiro không khởi sắc hơn là bao trước Arsenal khi tiếp tục nhận số điểm 6,6 từ SofaScore. Thủ quân Man United chạm bóng 26 lần, chuyển thành công 15 trên 20 lần, tranh chấp thắng 2 trên 5 lần và để mất bóng 5 lần. Sự sa sút phong độ của Casemiro đã là nỗi thất vọng với các cổ động viên của Man United xuyên suốt mùa giải 2023-2024. Thậm chí màn trình diễn tệ hại đó còn khiến tiền vệ này vắng mặt trong trận chung kết FA Cup trước Manchester City cũng như danh sách đội tuyển Brazil tham dự Copa America 2024. Tưởng như quãng nghỉ sẽ giúp Casemiro trở lại mạnh mẽ, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Theo The Athletic, viễn cảnh Casemiro rời Man United chỉ xảy ra nếu đáp ứng đủ 3 tiêu chí. Thứ nhất, MU phải được thanh toán 2 năm còn lại trong hợp đồng nếu không muốn chịu khoản lỗ 36 triệu bảng. Thứ hai, đội chủ sân Old Trafford mong muốn nhận mức phí chuyển nhượng hấp dẫn để qua đó dùng tiền chiêu mộ Manuel Ugarte từ PSG và Matthijs de Ligt của Bayern Munich.
Cuối cùng, đội nào muốn mua phải đáp ứng đủ mức lương 350.000 bảng một tuần, tương đương hơn 18 triệu bảng một năm của Casemiro. Đây được coi là rào cản lớn nhất, có thể chỉ các đội ở Ả Rập Xê Út mới chấp nhận được. Tuy nhiên, cánh cửa gia nhập Saudi Pro League cũng dần đóng lại khi sự quan tâm của các đội bóng dành cho Casemiro đã nguội lạnh. Bên cạnh đó, việc chi tiêu mạnh tay đã không còn là một phần trong chiến lược phát triển của các đội bóng châu Á. Theo thống kê, Saudi Pro League đã chi tổng cộng 853 triệu bảng vào hè năm 2023 cho các thương vụ Neymar, Sadio Mane, Karim Benzema, Laporte, N'Golo Kante và Ruben Neves. Hiện tại, con số này đang ở mức 21 triệu bảng ở phiên chợ hè 2024. Do đó, Casemiro nhiều khả năng vẫn tiếp tục ở lại Man United giai đoạn đầu mùa giải 2024-2025 cho tới khi tìm được bến đỗ mới, tiền vệ người Brazil nên tập làm quen với băng ghế dự bị. Bên trên đã là tất cả những gì mà Derby Manchester ngày hôm nay của chúng tôi mang đến cho các bạn. Như vậy là hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 7, chỉ còn đúng 10 ngày nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ được chứng kiến trận đụng độ giữa hai đối thủ cùng thành phố này trong trận chung kết siêu cúp Anh. Tuy nhiên, từ giờ tới lúc đó sẽ còn rất nhiều những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.